Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Chiều ngày 5 tháng 9, đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đi kiểm tra thực tế, khảo sát tình hình phát triển du lịch trên địa bàn xã Phương Độ. Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy và cấp ủy chính quyền xã Phương Độ. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi đã khảo sát thực tế tại tuyến đường từ thôn Nà Thác của xã Phương Độ đi sang thôn Cao Bành của xã Phương Thiện với chiều dài tuyến đường đang thi công là hơn 3 km. Dọc theo tuyến đường này có hơn 2,3 ha đất công, đất rừng với lợi thế mặt bằng đẹp, tầm nhìn rộng, quang cảnh thiên nhiên và hệ sinh thái phù hợp để phát triển du lịch cộng đồng. Qua việc kiểm tra, khảo sát thực tế, đồng chí Bí thư Thành ủy đã gợi ý cách làm để cấp ủy chính quyền xã Phương Độ có phương án khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền xã Phương Độ cần chủ động nghiên cứu, đưa ra hình thức khai thác dịch vụ du lịch phù hợp, khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư vào địa bàn, đảm bảo khai thác nhưng vẫn giữ nguyên giá trị hiện trạng của thiên nhiên, cảnh quan tại đây, tập trung vào phát triển du lịch cộng đồng, tạo kế sinh nhai cho người dân địa phương. Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và tình hình phát triển kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2023 tại xã Cao Bổ. Xác định việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, xã Cao Bổ đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân. Đến nay, nguồn vốn giải ngân 3 chương trình của năm 2022 đạt 81%, năm 2023 đạt 15,6%, thu thuế, lệ phí đạt 172%, trồng rừng đạt 130% kế hoạch. Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn đánh giá cao kết quả xã Cao Bổ đạt được, nhất là việc xã hội hóa xây dựng các công trình, thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền xã Cao Bổ cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể hơn nữa, triển khai các nội dung của 3 chương trình, chủ động phối hợp với các ngành liên quan kịp thời tháo gỡ, xử lý khó khăn vướng mắc, thực hiện lồng ghép các dự án chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung tiết kiệm hiệu quả, tập trung đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, liên kết sản xuất hàng hóa, quan tâm đến công tác phát triển đảng, văn hóa xã hội, giáo dục y tế. Chiều ngày 6 tháng 9, đồng chí Bùi Văn Tuân, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê thực hiện tiếp công dân về việc giải quyết tranh chấp đất đai. Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện. Việc tranh chấp ranh giới giữa các lô đất của gia đình bà Trắc Thị Nhình và gia đình ông Nông Văn Quyền, thôn Đồn Điền, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê đã kéo dài 6 năm. Việc tranh chấp giữa hai hộ gia đình cũng đã được cấp ủy chính quyền xã Yên Cường, Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn tổ chức hòa giải, giải quyết nhiều lần nhưng không thành. Do bà Nhìn cho rằng việc cấp 239 m² đất gia đình bà khai phá vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Quyền là không đúng. Tại buổi tiếp công dân, bà Nhìn cũng không đồng ý về việc giải quyết theo hướng hòa giải mà đề nghị giải quyết theo trình tự của pháp luật. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bắc Mê Bùi Văn Tuân giao cho các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện Bắc Mê hướng dẫn hộ gia đình bà Nhìn thực hiện các bước giải quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan sớm giải quyết, tránh kéo dài lâu năm. Để đánh giá kết quả tình hình sản xuất nông lâm nghiệp và có chỉ đạo định hướng cụ thể trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, ngày 6 tháng 9, Huyện ủy Bắc Quang đã tổ chức hội nghị chuyên đề báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chương trình của Huyện ủy và Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lĩnh vực nông lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay đã có 2/4 chỉ tiêu vượt nghị quyết, 2 chỉ tiêu đạt 96%. Việc sản xuất hàng hóa bước đầu đã được hình thành vùng sản xuất tập trung, trong đó có tổng số trên 6.000 ha cây trồng đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất theo Việt Gáp hữu cơ và FSC. Bước đầu đã hình thành và duy trì chuỗi liên kết trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao, liên kết trong sản xuất lúa giống, lạc giống, liên kết trồng và tiêu thụ cây dược liệu, liên kết trong sản xuất cam theo hướng Việt Gáp và hữu cơ. Trên địa bàn huyện đã hình thành 114 mô hình nông lâm nghiệp tiêu biểu có hiệu quả kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Tiếp thu giải đáp những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, Thường trực Huyện ủy Bắc Quang nhấn mạnh để sản xuất nông lâm nghiệp của huyện phát triển mạnh và bền vững, ngành chức năng của huyện cần tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Các xã thị trấn tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích tụ đất đai để thực hiện vùng chuyên canh sản xuất. Mỗi địa phương cần nêu cao vai trò của người đứng đầu ở cơ sở, có những quan tâm và đề xuất thiết thực trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Bắc Quang xác định cây cam, cây chè, cây lúa và cây lạc hàng hóa, chăn nuôi trâu vỗ béo và thủy sản là hướng đi trọng tâm của huyện.
chú trọng đưa cơ giới hóa vào sản xuất cũng như triển khai duy trì các chuỗi liên kết. Vừa qua, đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã đến thăm mô hình ươm nuôi cá hồi và cá tầm của anh Lý Tràn Sinh tại xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì. Mô hình ươm nuôi cá hồi và cá tầm của gia đình anh Lý Tràn Sinh được thực hiện tại xã Đản Ván với quy mô hơn 1.000 m2, gồm 6 bể nuôi theo các giai đoạn phát triển của cá và 15 bể ươm cá giống. Do điều kiện tự nhiên ở đây phù hợp để ươm cá giống, nên anh Sinh đã thực hiện mô hình nhằm đảm bảo nguồn giống cho việc chăn nuôi của gia đình, cũng như cung ứng nguồn giống cho bà con nhân dân có nhu cầu. Cá hồi và cá tầm là loại cá có giá trị kinh tế cao, mỗi kg cá có giá từ 200 đến 300 nghìn đồng. Nhu cầu thị trường tương đối lớn, do đó giá trị kinh tế mang lại cho người nông dân cao hơn hẳn so với các cây trồng vật nuôi khác. Đến thăm kiểm tra thực tế mô hình nuôi cá hồi và cá tầm của gia đình anh Lý Tràn Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì Triệu Sơn An đã đánh giá cao hiệu quả mà triển vọng của mô hình. Thông qua đó không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho người nông dân, là mô hình tiêu biểu khi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chiều ngày 7 tháng 9, thị trấn Cốc Pài đã tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chăn nuôi lợn gà áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tham gia lớp tập huấn là các chủ hộ gia trại chăn nuôi lợn gà trong chuỗi liên kết giá trị theo chương trình Mục tiêu Quốc gia thuộc thị trấn Cốc Pài, xã Nấm Dần. Tham dự lớp tập huấn, học viên được truyền đạt theo hình thức cầm tay chỉ việc, gắn lý thuyết với thực hành qua các nội dung như quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, hướng dẫn chăn nuôi lợn gà an toàn sinh học trong nông hộ, trực quan quy trình làm đệm lót sinh học, xử lý phân chuồng, quy trình xử lý thức ăn chăn nuôi hữu cơ, phòng bệnh các bệnh gia súc, gia cầm. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các hộ chăn nuôi trang bị kiến thức, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật, biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, kỹ năng quản lý nguồn bệnh, hạn chế để vật nuôi tiếp xúc mầm bệnh, từ đó góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng là cơ sở để học viên là những hạt nhân nòng cốt trong công tác tuyên truyền, chuyển giao kiến thức chăn nuôi an toàn sinh học đến với đông đảo người dân nhằm quản lý và phòng ngừa dịch bệnh trong chăn nuôi. Từ một dải vùng biên hoang vu, xung quanh toàn một màu đá xám xịt, thôn biên giới Sủng Pờ, xã Thăng Mố, huyện Yên Minh giờ đã trở thành một mảnh đất đầy sự sống giữa lòng thung lũng. Trong sự đổi thay có dấu ấn đậm nét của người bí thư chi bộ trẻ tuổi Giàng Mí Vư, người tiên phong khai hoang mở lối thoát nghèo cho vùng đất này. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh Vư luôn tâm niệm việc làm theo Bác không hề phức tạp mà chỉ đơn giản bằng những việc làm cụ thể. Đó là có tinh thần sống vì cộng đồng, biết nỗ lực vượt lên khó khăn để chiến thắng đói nghèo, xóa bỏ dần những phong tục tập quán lạc hậu. Đối với bí thư chi bộ đại thôn thì phải là gương mẫu, bằng luôn luôn đi đầu với mọi công việc, thì mọi cái sáng tạo sáng kiến để cái phát triển kinh tế thì mình cũng phải mà luôn luôn đi đầu, mình là gương mẫu thì mình cũng phải là duy trì, mình phải làm người đi đầu và người làm trước để chứng minh cho bà con để lo theo. Tuy địa hình hiểm trở, thiếu đất thiếu nước sản xuất nhưng lại có những cánh rừng trúc quanh năm xanh tốt. Nhận thấy tiềm năng từ rừng vàng mang lại, anh Vư đã mạnh dạn khôi phục lại nghề đan lát truyền thống của địa phương và mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho bà con nơi đây. Ban đầu chỉ có 12 người tham gia, hiện nay làng nghề đan quẩy tấu đã phát triển được trên 20 người. Sản phẩm đan lát của làng nghề làm ra đến đâu được tiêu thụ đến đó. Với giá dao động từ 60.000 đồng đến 200.000 đồng tùy từng loại, nghề đan lát cũng mang lại cho người nông dân trong thôn thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Có cái thả em Vư này, nó làm bí thư chi bộ mà nó đi họp nữa là đi nhìn thấy cái màu cái đan ra cái rọ cái đấy mà em Vư vậy vận động cho thôn mình và tất cả các chú các em. Sủng Pờ giờ đang thay ra đổi thịt từng ngày, những ngôi nhà cao tầng ẩn hiện sau những tán rừng trúc tươi tốt, những con đường liên hộ thông thoáng sạch sẽ. Một nếp sống mới đang hiện hữu ở thôn vùng biên này có những đóng góp không nhỏ của người đảng viên trẻ tuổi tiên phong như anh Vư. Bản thân đồng chí Giàng Mí Vư vừa là bí thư chi bộ và cũng là người lãnh đạo quán triệt triển khai các cái nội dung trong cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ thôn Sủng Pờ. Và bản thân đồng chí Vư cũng là một cái gương điển hình tiên tiến trong cái việc đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
và đồng chí Vư phải nói là một cái tấm gương sáng trong cái việc lãnh đạo, chỉ đạo và đặc biệt là trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Với 26 tuổi đời và 6 năm tuổi đảng, những công hiến của đảng viên trẻ Giàng Mí Vư đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho bà con dân bản thôn vùng biên tin và nghe theo đảng, nghe theo Bác Hồ. Thành quả đáng mừng nhất trong công tác giảm nghèo là sự thay đổi của người dân trong việc nâng cao ý thức tự lực tự cường, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sáng ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2023. Dự buổi tập huấn cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và thường trực Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, công chức văn phòng thống kê, các rà soát viên và trưởng các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện. Việc triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình nhằm thu thập thông tin để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Đồng thời xác định hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình để làm căn cứ xây dựng thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2025. Thông qua lớp tập huấn sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức cho cán bộ cấp cơ sở, các rà soát viên và các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo các cấp. Từ đó giúp các thành phần nắm chắc các nội dung trong phương án của tỉnh, kế hoạch của huyện cũng như quy trình, phương pháp, các bước tiến rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình tại cơ sở. Tại huyện Xín Mần, trong thời gian 1/2 ngày, báo cáo viên của Sở Lao động Thương binh Xã hội đã hướng dẫn cho các điều tra viên, thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc những quy trình cơ bản của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình, trong đó tập trung vào khảo sát thu thập thông tin hộ gia đình để xác định mức thu nhập, phương pháp xác định hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp, kết quả phân loại hộ theo tiêu chí về thu nhập và mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Phát biểu tại lớp tập huấn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu mỗi học viên cần nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung để từ đó sẽ triển khai thực hiện rà soát tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện một cách chính xác, đầy đủ nhất. Đây sẽ là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023, cũng như đề ra những định hướng kịp thời cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đồng thời thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình. Còn tại Yên Minh, vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2023 cho các thành viên ban chỉ đạo. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên hướng dẫn phương pháp lập danh sách hộ cần khảo sát, cách ghi phiếu thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, phiếu chấm điểm hộ gia đình, việc xác định thu nhập hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, hướng dẫn cách thức tổ chức họp dân thông qua kết quả rà soát. Với thời gian một ngày, các điều tra viên, thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo đã được trang bị, cập nhật những kiến thức chung nhất, đồng thời được giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện để công tác rà soát hộ nghèo cuối năm 2023 đảm bảo theo đúng quy trình. Hội Nàng Dâu Dòng Họ Nguyễn Hoàng Lăng Quang tại Tôn Hạ Thành, xã Bằng Lang được thành lập năm 2013 và chính thức ra mắt năm 2015 với hơn 60 nàng dâu. Ngay sau khi thành lập, hội đã tập trung vào xây dựng bản quy ước nhằm giáo dục mọi người trong dòng họ tuân thủ gia phong và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, định kỳ tổ chức sinh hoạt để động viên con em học tập, không vi phạm các tệ nạn xã hội. Hội Nàng Dâu Họ Nguyễn Hoàng Lăng Quang của chúng tôi ấy, thì bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2015, là chính thức để đi vào hoạt động. Thì trong Hội Nàng Dâu của chúng tôi thì rất là đông hội viên. Sau một thời gian đi vào hoạt động, nhận thấy hiệu quả hoạt động của hội, các chị em trong hội Nàng Dâu Dòng Họ Nguyễn Hoàng Lăng Quan đã mạnh dạn giúp nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng quỹ hội, phục vụ một phần thăm hỏi ốm đau và một phần cho quỹ khuyến học khuyến tài trong dòng họ. Đồng thời, đây cũng là nơi hưởng ứng nhiều phong trào thi đua trong học tập, lao động và tích cực xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Mới đầu cũng rất là khó khăn, các chị em ở trong họ Lăng Quan ấy thì các hộ nàng dâu ấy thì là cũng rất là giúp đỡ, đăng bài bán này hay là thu nhập thì các chị em cũng chia sẻ. Là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai mô hình hội nàng dâu, đến nay huyện Quang Bình đã có trên 20 hội nàng dâu của các dòng họ trên địa bàn. Sự ra đời của hội nàng dâu không chỉ nuôi dưỡng thêm những tế bào tốt cho xã hội mà còn khẳng định vị thế của phụ nữ
đặc biệt là phụ nữ nông thôn trong thời đại mới. Trong phát triển kinh tế, hội nàng dâu đã đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển hộ kinh tế hộ gia đình, từ đó đưa cái nền kinh tế của hộ gia đình ngày một đi lên. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, người phụ nữ vừa là cầu nối của gia đình với xã hội, vừa là người nuôi dưỡng những giá trị văn hóa đời sống. Hội nàng dâu chính là nơi tạo điều kiện để phụ nữ phát huy được hết vai trò của mình trong gia đình, dòng họ. Với những kết quả đó, hội nàng dâu của các dòng họ trên địa bàn huyện đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chung của huyện Quang Bình. Thời lượng dành cho bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.